tất cả các bạn, mình là Quang Tim đến từ công ty Nam Long Telecom. Mở đầu video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về bộ thiết bị Poly Studio. Các bạn hãy chờ xem nhé. Thì trên màn đây thì mình có một bộ thiết bị Poly Studio. Đi kèm với bộ Poly Studio thì có một dây USB Type-C và một cục nguồn cấp nguồn cho thiết bị, remote để điều khiển và giá đỡ để gắn thiết bị lên tường. Thiết bị có thể đặt trên bàn như thế này hoặc là treo lên tường qua bát gắn để tiết kiệm diện tích và không gian cho phòng họp. Đây là bộ thiết bị USB di động tích hợp camera cho chất lượng hình ảnh 4K, mic đa hướng và loa. Thiết bị thường được dùng trong phòng họp nhỏ, tích hợp được nhiều nền tảng ứng dụng. Về phần âm thanh, thiết bị sở hữu công nghệ Noise Block, loại bỏ được âm thanh những tiếng gây ồn trong phòng họp. Về phần camera thì có tính năng auto tracking giọng nói, đóng khung hình tự động và camera có thể zoom đến 5x, mang đến trải nghiệm hình ảnh chân thật như đang nói chuyện trực tiếp với nhau. Và trong video kỳ tới thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn cho các bạn xem về các tính năng của bộ thiết bị Poly Studio này hơn. Các bạn hãy chờ xem nhé.